Dạ, xin kính chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái loại Spi này á, là của cái Echo ha. Mình mới mua về, vừa mới tháo ra thì đây là cái nguyên một bộ của nó đây. Dạ, nguyên một bộ của nó đây thì nó có những cái này, nó là cái những cái gọi là adapter đó, nó đi theo một bộ đó. Thì đây mình sẽ nghiên cứu làm sao mà nó bỏ nó vô ha. Mới toàn mình mới chưa chưa bao giờ thử thôi. Thì đây nó có những cái con ốc như thế này để mà mình vặn nó vô, thì nó gọi là cái adapter kit ha. Dạ vâng, thì đây là những cái con ốc trong đây. Thì bây giờ đó thì mình sẽ bỏ nó vô trong cái cây này, bỏ trong cái cây này hoặc là cái cây này thôi. Bây giờ mình bỏ trong cái cây này để, bởi vì cái cây này nó cũng bị hư rồi. Thì cái loại này đó thì mình xài một thời gian thì mình thấy rằng là nó không có tiện lắm, nó tiện cho cái tay trái hoặc tay phải của mình á, trong trong cái lúc mình làm thì được một cái là cái con ốc, cái răng ở trong đây á, răng ở trong đây đó thì nó chế cùng với lại cái size của cái này nhé. Để mình xem, mình bây giờ mình lấy ra mình xem thử con mình bật vô nó có đúng hay không nhé. Ok, dạ như đây đó, thì khi mình muốn lấy nó ra thì ở đây nó có một cái lỗ ở đây. Cái này là nó đi chung một bộ của nó chung, thì mình bỏ cái cây này vô đây như vậy thì mình vặn cho tới khi nào nó xoăn này. Cái này vô được, nó cùng cùng một size, cùng một cỡ ha. It's the same size. Ok, như thế này là mình bỏ cái này vô cũng được. Cái này nó là cái mỡ buri ha. Ok, rất tiếc là có một số người trẻ họ không có hiểu tiếng Việt, nên mình nói có thể nói vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh để mình có thể học họ nào hơn. Có thể những người lớn đó, họ gần bên cạnh cái người trẻ đó thì mình có thể thông dịch cho họ được. Hiện tại bây giờ thì mình nói tiếng Việt lẹ ha, nó đa số là người cái này họ chế ở bên này cho người Mỹ, người Anh ha. Thì bây giờ cái này là cái mới ha. Thì hôm nọ mình nói là cái mới nó, mình đánh nó xuống thì nó vô trong này, nó xuống cái này ha. Mình đánh nó như vậy đó, mình thấy mình đánh xuống thì ở chỗ này đó là nó nguyên một miếng luôn. Thì ở ngoài chợ họ có bán một cái miếng này riêng, cái nắp này riêng. Nếu mà cái nắp này như là cái nắp này đó, thì cái này nó cũng là của cái này nó cũng là của Echo luôn. Nhưng mà cái đợt này là nó chế mấy năm trước rồi. Cái này là update, cái này là một cái mới. Ok, thì bây giờ mình mở cái này ra mình xem thử phía trong nó như thế nào. Ok, thì rõ ràng là bên này trong này là nó có sẵn rồi. Cái này là mới toanh ha, mới toanh mà nó có sẵn rồi. Thì ở trong đây bây giờ cái sợi dây này nằm trong đây ha. Thì cái sợi dây này nó là khi mà mình bỏ vô đó, là cái cây ngang này đó là mình rút ngang nó vô trong đây luôn. Mình rút ngang vô trong đây xong rồi mình cầm cái tay của mình xoắn nó vô, mình xoắn nó vô. Thì cái này nó là một cái này nó là ở trong đây nè. Nhưng mà cái này nó thuộc về cái adapter hả? Adapter là cái con ốc như vậy. Bây giờ mình vặn cái này vô có được không? Nghiên cứu đó thì mình thấy là cái răng này rất là nhuyễn. Nó cho một cái, bây giờ mình mở ra ha. Thì cái răng này nó cho một cái loại left hand, dường như là nó là left hand.
là hand to thread, vì như nó là cái này nó lắp hand to thread. Bây giờ nó hai bậc cỡ luôn. Thì nếu mà mình có một cái bữa nào đó mình có một cái nào nó giống như vậy đó, thì mình chuyển nó sang. Thì đây nó có cho mình ba cái loại. Cái răng nhuyễn này á, thì nó thuộc loại millimeter, cái răng này thuộc loại standard, cái răng này thì nó có ba cỡ cho mình ha, ba cỡ cho mình lẫn cái này đó thì nó cùng cỡ với này, nhưng mà cái răng này nó nhuyễn hơn, cái răng này nó không có nhuyễn hơn, thì cái loại là standard, cái loại là standard thì cái răng này nó nhỏ hơn. Ok, thì đồng thời mình cũng giới thiệu luôn là cái những cái này nó làm một cái echo, một cái quý ý đó, mình mua nhưng mà mình chưa có review. Trong đây thì nó có một cái loại review kit cho cái carburetor của cái echo. Okay. Đây là một cái bộ của nó, bộ review của nó hả. Ok, mình mua sẵn rồi, bây giờ mình không có dùng đến cái này, bởi vì cái này nó là cái răng nó rất là dễ, nó không có thuộc về cái này. Ok, này thì mình có riêng nó ra, nó thuộc loại cái adapter ha. Thì cái này thì nó loại khác, cái loại khác nha. Thì bây giờ cái này nó vô lắm, cái này nó là cho một cái adapter riêng. Okay. Thì bây giờ nếu mà nó sâu quá, okay, nó sâu quá, thì bây giờ mình cho nó vô đây, răng nó vô ha. Đó, bây giờ nó vô trong đây. Thì bây giờ cái này nó là cái original, cái dàn original, bây giờ mình tháo ra để mình đo một cái đó, theo cái original của nó ha. Thì bây giờ nó vô trong đây. Ok, bỏ cái này vô trong đây. Ok, okay. Thì bây giờ nó để có mình bật. Cái này mình vặn thử luôn, xong mình tháo ra lại. Ok, okay, bây giờ mình coi ở trong đây á, bây giờ mình lấy cái này ra coi nó đã sát vào trong chưa. Ok, thì nó mình thấy nó sát trong đây rồi nè, thì nó không còn, nó đã đi sát với mé trong rồi. Ok, đó, như bạn thấy đây thì nó sát với mé trong rồi, như bạn thấy ở đây thì đây đó, trong đây. Nhưng mà mình phải bỏ này vô nhé. Bây giờ mình bỏ cái này vô coi nó có coi có chỗ này nó có bằng ở lại hay không nha. Thì mình nhớ là mình mua cái này riêng được nha, tại vì cái này khi mình đánh nó xuống thì nó trơn, nó rất là ra, rất là lẹ. Cái sợi dây nó nhảy ra rất là lẹ. Ok, mình bỏ cái này vô nha, cái này vô thì đúng của nó. Ok, mình có thể mình bỏ cái này vô nếu mà mình cần đó, mình bỏ cái này vô thì tại vì nhiều loại khác mình bỏ vô thì nó vừa khẳng thôi. Thì cái này thì nó giống như là cái con đề nó ha. Thì nếu mà nó sát quá. Ok, bây giờ mình bỏ thử cái này vô nha. Bây giờ mình bỏ thử cái này vô coi coi nó có ra nhiều lắm không. Ok, đó thì nó cũng sát như thế này ha. Ok, thì nếu mình không cần dùng cái đó, mình không cần dùng cái đó thì mình cho nó sát vô, tại cái này nó cũng sát như vậy ha. Thì nó sát vô thì nó support nó rất là mạnh, là bởi vì khi mà cái support này á, nó không có sát vô đâu đây, thì cái này nó to thì nó support mạnh hơn, thì nó rất là strong hơn. Nếu mình bỏ vô cái này đó thì nó vẫn có cái khoảng cách ở đây ha. Okay. Thì mình bỏ vô trong đây đó, thì nó mình như mình thấy đây thì mình bỏ sát ở đây rồi, nhưng mà nó vẫn còn có một cái gọi là cái clearance. Ok, thì bây giờ mình lấy cái
mình lấy cái này ra nhé. Cái mình nào. Ok, bây giờ mình bỏ nó vô lại cái miếng kia, nó nhảy xuống dưới cho nó. Thì cái này nó gọi là left handed, cái này nó qua bên này thì nó quay ở bên này thì bên trái. Thì nó gọi là left handed cái mình. À, dường như nó vô sát nhưng mà cái này nó không được, nó không có được sát lắm. Cái này nó không được sát lắm, bây giờ mình phải dùng cái kia lại. Với đồng thời là nó hơi lỏng ha, nó hơi lỏng cái này nó. Bây giờ làm sao mình bỏ nó vô lại để cho nó sát lại. Thì cái này nó đưa ra ngoài, bắt buộc mình phải xài cái kia rồi. À, nó vừa mới rớt xuống, bây giờ mình lụm nó lên nha. Thì nó bán cho mình để cho mình đổi cái adapter ha. Dạ, bây giờ thì mình bỏ cái này nó vô lại. Bỏ cái này nó vô lại. Đó, bỏ cái này nó vô lại. Thì cái mặt này thì to quá, bây giờ mình cái này nó là nó nằm vừa khít ở trong đây rồi, thì adapter ha, không có lung la không lại, lung la lung lẳng. Thì bây giờ mình bỏ nó vô đây, thì mình siết nó vô thật là chặt, chặt vừa cái tay của mình thôi, mình không cần phải dùng cái kẹp. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái sợi dây này ra để mình đo cái một cái original. Thì cái này đó là mình lấy ra rồi, bây giờ mình lấy cái này ra ha, hoặc là mình xài cho nó ngắn hơn chút xíu. Dạ, đây là một cuộn ha, một cuộn cuộn của nó. Thì mình đo cái size này dường như là nó có hai size rồi, dường như là cái sợi dây này bự hơn cái này. Nó cái dày ha, dày hơn chút xíu. Mình sẽ khó phân biệt đó. Thì cái này là cái original của nó thôi, cái này là ở trong cái cuộn. Thì cái này nó là nó đề là 0.095. thì cái này nó phân ra làm từ cái chỗ này chỗ đi, tức là 100 ha, 100.100, thì nó đọc là 95, mình quên mất là 95.5 inch. Cái này point inch thì nó dưới 1 inch, 1 inch mình chia ra như vậy nha. Okay, bây giờ mình lấy một cái sợi dây như vậy, mình lấy một sợi dây này, mình đo. Bây giờ mình đo nó như vậy, đó như vậy nha. Cái kềm này mình cắt nó cho ra đi. Thì theo như Thành á, thì Thành giữ lại cái sợi original này để làm cái mẫu. Thì bây giờ mình đo nó lại. Ok, mình đo nó lại. Đo nó lại ha. Mình chỉ cần ngắn nó hơn chút xíu thôi. Ngắn nó hơn cái original thôi. Rồi còn nó có ngắn hơn hay không? Hay là nó dài hơn? Nó dài hơn một tí cũng không sao. Như thế này thì mình thấy là nó hơi ngắn hơn chút xíu ha. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ lấy cái original của nó ra. Thì dường như cái này nó là left, cái này nó đều là left ha, left, còn cái này nó đều là right. Bây giờ mình lấy nó ra, mình không nhớ nó là hướng nào nữa rồi. Ok, bên nào cũng được hết. Ok, bây giờ mình lấy cái này ha. Thì như thế này là mình bỏ nó vô như vậy. Ok, bỏ nó như vậy. Thì cái mặt này nó sâu xuống. Ok, bây giờ mình thấy nó hơi khác nha, cái mặt này nó sát xuống dưới nha. Thì mình dùng cái mặt như vậy này, còn cái mặt này nó hơi cao hơn chút xíu. Ok, nó cao, mình thấy nó cao không.
nó cao nó bằng cái này thì nó cao quá. Nó cao quá cái dây này, cái này nó vô nó nhả ra không có được đều lắm, thì bây giờ mình bỏ cái này vô lại đây như thế này. Thì cái này nó đề là số 2, thì mình nhớ là số 2. Thì mình bỏ nó vô đây. Okay. Thì khi mình xỏ mình cầm như vậy mình xỏ nó vô. Đó, mình xỏ vô như vậy. Dạ. Mình xỏ vô như vậy ha. Chứ mình không có quấn như vậy ha, mình không có bỏ như vậy xong rồi mình quấn nó vô. Mình không có bỏ như vậy xong rồi mình quấn như vậy ha. Mình không có xài. Mình không có xài như là mình quấn nó như vậy. Ví dụ như mình quấn như vậy ha, xong rồi mình bỏ nó vô. À, thì cái cách này đó họ làm đó, thì có một người bạn họ chỉ cho mình đó là mình học lại. Thì bây giờ mình bỏ nó, cái này mình làm rất là nhanh ha. Bây giờ mình bỏ vô như vậy. Thì cái đầu này đó nếu mà nó không vô thì mình bóp nó lại. Rồi mình cắt nó thì nó xòa ra ha. Thì bây giờ mình bỏ nó vô này. Thì như mình đang thấy đó đây đó là nó cái này á là nó tròn luôn, nó nhỏ thôi. Còn cái này thì nó to quá. Thì cái này đó là cái original của nó ngày xưa. Cái này là cũng Icon nó chế nó đánh mòn như vậy. Thì cái này nó là cả 10 năm về trước rồi. Nó khá lâu. Thì bây giờ mình xỏ nó vô như vậy, thì bây giờ mình bỏ nó này vô. Thì cái này là mình mua riêng được nhá. Nhiều khi nó mòn tới đây đó mình cứ đánh xuống. Đó, bây giờ như thế này thì bây giờ mình kéo, mình cầm như thế này, ok, cầm như vậy xong rồi mình soi như vậy, okay. Mình thấy nó đều được không? Ok, bây giờ mình xoắn nó vậy, xoắn nó vậy. Thì cái này nó làm cho mình rất là tiện và lợi khi mình chỉ cần đánh xuống cái cỏ đó, đánh nhẹ xuống cỏ thì nó nhẹ ra khoảng chừng từ 1 inch đến 2 inch gì đó, để cho mình khỏi phải ấn vô. Thì cái lò xo nó ấn như vậy đó, ấn vô như vậy thì nó nhẹ ra, hoặc là mình ấn bằng tay cũng được. Thì một bên nó dài hơn lắm thì quyết định là chắc có lẽ nó cũng không sao hết. Thì như thế này bây giờ mình tự mình lấy ra, bây giờ mình làm lại ha. Thì khi mà mình muốn cho nó ra nó thì mình ấn nó vô như vậy, ấn nó vô xong rồi mình kéo như thế này thì nó nhả ra, nó nhả ra chút xíu, mình thấy nó nhả ra chút xíu, mình ấn nó luôn nữa thì nó nhả ra, nó kéo dài cái này ra. Thì bây giờ mình sẽ coi lại coi mình xoắn nó có đúng hay không nha. Nè bây giờ mình thấy là nó rất là đều, hình như nó nằm. Tại như mình thấy là cái sợi dây này nó dài quá. Cái sợi dây này nó dài quá nên nó nằm ở mé dưới nữa. Nên có một đoạn thì nó nằm ở mé, đáng lý là nó nằm ở mé trên ha. Thì như mình thấy đây thì như đây đó thì nó nằm ở mé trên này ha, nó nằm lẫn xuống dưới này luôn. Thì cái dưới này nó nằm lộn ở mé trên luôn. Thì đồng thời đó là cái đoạn này đó thì mình như là mình sẽ cắt nó làm đôi. Ví dụ như bây giờ nó dài như vậy quá thì mình cắt ngắn đi để cho nó nằm ở dưới này. Thì khi mình thấy rằng là nó phải nằm như này thôi thì ngay chỗ đoạn như này thì nó dư quá như là cỡ này, nó dư cỡ này thì làm sao mình cho nó bằng ở dưới này thôi. Thì bây giờ mình chạy lại, bây giờ đo cái đầu này đi ha, bây giờ mình đo cái đầu này đi ha. Thì mình đo gấp đôi như vậy để mình nghiên cứu là coi nó có. Mình cho nó dài hơn chút xíu. Bây giờ mình làm lại nha. Bây giờ mình ngay chỗ này ha. Thì bây giờ mình ngay chỗ này mình cắt chỗ này thôi. Cắt ngay chỗ này thì coi nó có vô sát với mình không. Vậy thì bây giờ mình, nếu mà nó vô sát đó, thì mình lấy cái này nó làm một cái mẫu. Ví dụ như là bây giờ nó là mình đo, thường thường mình đo cái này nó là một cái sải tay. Sải tay của mình nó là 5 feet. Nhưng mà cái này dường như là nó là 7 feet dài. Okay, cái này thì mình dùng lại sau. Thì bây giờ mình cũng làm lại nha. Dạ, ok, bây giờ thì mình sẽ bỏ nó vô đây. Bây giờ mình cái này mình cắt ngắn rồi.
thì nếu mà mình thấy nó có một cái vấn đề gì đó mà nó không có đều thì mình cắt ngắn nó lại cũng được. Chỉ cần một sải tay khoảng chừng 5 feet thôi, 5 feet. Một gang tay, một sải tay thì bây giờ mình đo cái đầu này ha, đo cái này xuống rồi đo như thế này cho nó đều. Xong mình đưa lên như thế này ha. Bây giờ mình nghiên cứu cái này. Thì cái này nó là 7 feet nha. Coi nó có đều hay không nha. Ok, cái này thì nó đều nhau rồi. Bây giờ nó xây dựng một chút xíu. Bây giờ mình kéo này thì nó xây dựng 1 inch, khoảng 1 inch. Ok, bây giờ mình tháo ra coi cho trong này nó có đều hay không nha. Ấn cái bên này ra. Thì cái này mình đánh nó xuống nó rất là lẹ và nó không có làm cho mình có sự cản trở. Thì mình thấy đây đó thì mình sẽ coi ở cái đầu này không. Nó cũng không có, nó cũng bị cái vấn đề đó là nó vẫn nằm ở dưới này ha, thấy nó nằm đều chồng với nhau. Ok, vậy thì mình phải cắt ngắn đi chút xíu nữa. Ok, vậy thì bây giờ mình dùng cái ok, bây giờ mình xài cái sợi dây là nó nằm khoảng 5 feet thôi. Bây giờ nó khoảng tới đây thôi, từ chỗ này đến chỗ này thì nó khoảng chừng 5 feet thôi. Mình cắt ngắn chút xíu. Bây giờ mình nghiên cứu, bây giờ mình bỏ cái này ra. Cái này thì mình vẫn có xài được nha, mình biết cách mình xài nhưng mà mình chỉ cắt cho bạn thấy rằng là nó có một cách nó lợi hơn là khi mình dùng cái echo này đó. Cái echo này đó thì nó đỡ cho mình gặp cái vấn đề khó khăn. Nhưng mà nếu mà cái sợi dây mà nó ngắn quá đó, nó như thế nào. Thì cái loại dây này á, mình nên nhớ là khi mà nó mới quá thì nó có thể nó xả ra, nó tự động nó xả ra thì mình gặp rất là nhiều khó khăn. Bây giờ như thế này là nó đều nữa ha. Okay. Ok, như thế này thì như bạn thấy thì nó cũng đều nhau lắm mà. Đều nó cũng một hình. Thì giờ mình xiết nó vô như vậy. Bây giờ mình mở ra mình xem coi nó có bị chồng với nhau hay không. Đó. Như thế này thì mình không có thấy nó chồng với nhau ha. Đó, thấy không? Đó. Thì nó nằm ở mép trên này, cái trên thì nó nằm trên ha. Đó, cái trên thì nó nằm trên. Dường như nó là left hand đấy. Ok. Cái trên. Dường như nó hơi sai lắm. Cái dưới tại sao nó nằm ở trên? À, cái hai cái dưới nằm ở trên này. Vậy thì cũng hơi sai rồi đó. Ok, vậy thôi thì bây giờ mình ngưng ở đây nha. Coi như là cũng gần như thành công. Rồi thôi, xin chào các bạn. Xin chúc các bạn làm bình an. Nếu mà nó ngắn như vậy thì cũng được đấy nhé.